Mọi người để view giúp em à. Tắm anh chung nhá. Sợ. Tuyệt vời. Chào anh em, tôi Xoái Tuyết đây. Và hôm nay tôi lại làm clip lên đồ cho em em FR25 này bằng cái scope. Scope của mình là Swatted. Swatted. FR25 bản ECC, ECC. Con này thì mình làm khá nhiều clip rồi, nó cũng rất là hot rồi và nó là cây cái súng của mình nghĩ là đẹp nhất trong FR25. FR25 những cây mà nó chảy cối, nó to thì bây giờ có vẻ như mình thấy nó hơi sao nhỉ, hơi nặng nề và nó cũng không còn mang chứng tinh xảo như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình thích. Đấy, bây giờ thì có thể do mình ngại vác nặng rồi. Băng đạn đây. Đây thì mình chỉ lên đồ thôi, chứ thì clip review hay là clip test cái thứ thì mình làm nhiều rồi. Nhưng dạo này thì nhiều anh em hay yêu cầu mình kiểu như là anh có phụ kiện không thì anh lên đồ cho nó đẹp. Ok, anh em thích thì tôi chiều. Còn này này còn phải lên bộ BIQ nữa. Bộ BIQ đầu tiên chúng ta lên cái scope nha. Vẫn lại sử dụng scope đục, một dạng scope ngắn hiện đại. Thực ra con này chơi scope đụt cũng được, hoặc là xây scope dài cũng được, không sao cả. Nhưng mà mình sẽ chọn scope đụt. Cái giảm nắp mấy cái thứ chơi vào khiến là cái súng nó sẽ bị hơi sức sức một chút ở chỗ này. Anh em mua thì rất là thông cảm với mình nha. Rồi, đây là xong cái scope. Và bây giờ là sẽ nắp tới cái bộ BEQ. Mình sử dụng bộ BEQ hiện đại. Đấy. Như này. Mình nghĩ cái chân scope sẽ phải cao hơn chút nữa để nó đỡ bị vướng tầm ngắm của cái BEQ này. BEQ đèn pin. BEQ anh em có thể nắp bên này cũng được, bên này cũng được. Nhưng mà nên nắp trên như này. Đèn pin thì sẽ nắp ở đây. Rồi, và đây thì là cái công tắc của cái bộ BEQ này. Mình không nắp pin rồi nhé, bởi vì mình chỉ nắp demo cho anh em xem thôi. Thì
sử dụng lục lăng. Thế nào, cắm trước nào. Rồi, đây là dây nối vào đây. Đấy, đây là một cây súng mà sau khi đã lắp được các phụ kiện vào, còn một thiếu một thứ nữa, đó chính là cái dây này. Thì các bạn sử dụng một cái gì nhỉ, một cái giống như dạng ấy đấy, quấn ở đây, một cái dây vải quấn vào đây, sau nó dán lại như này thì chỗ này nó sẽ không bị vướng dây nữa. Đấy, đây là một cây súng khi lắp hết các phụ kiện vào, cái SR5 ECC. Để mình ngắm thử xem nó có bị vướng hay không nữa. Nó không hề bị vướng ấy đâu nha. Nó không hề bị vướng cái BAQ này đâu nha. Cái scope này không hề vướng đâu. Đấy. Bao gồm scope này, đèn pin này, đèn BAQ chiến thuật này, bộ công tắc này. Còn thiếu một thứ nữa, đó chính là bộ chân trống. Chân trống thì hiện tại mình không có, nhưng mà thực sự ra mình cũng không thích lắp chân trống lắm đâu, mình cứ sử dụng cái này được. Bắn tỉa ví dụ ở đâu thì mình tỉa đó. Đây là một cây súng SR25 sau khi nên phun đồ. Nếu mà không thích cái dạng scope đụt thì chúng ta thay scope này cũng được. Scope này thì nó cái phần chóa, cái phần ống này nó sẽ to một chút thì nhìn cũng hầm hố hơn. Đấy, thì khi nó lắp thì ta thu vào đây. Nhưng mà với một cây súng hiện đại thì mình nghĩ là anh em lên lắp scope đụt này, cụt cụt này thì nó sẽ hiện đại hơn. Trời, bật đèn rất là nhanh. Bộ BAQ và đèn pin trợ sáng cũng rất phù hợp cho một cây súng hiện đại như này. Đôi lúc anh em chơi airsoft cũng chỉ lên đồ xong rồi treo để đó thế thôi, chứ khi cũng chả thời gian đi bắn. Rồi, ok, đó là gì muốn chia sẻ với anh em về cây SR25ECC cộng với phụ kiện lắp vào. Thì tất nhiên là đây là dựa trên cái gu thẩm mỹ của từng người và tùy cái túi tiền để đầu tư. Còn không phải là cứ theo chuẩn như này, tại vì nhiều anh em chơi những cái mẫu khác, scope khác hoặc là BAQ khác cũng là điều bình thường. Đây cũng là một ý tưởng, một cái của mình muốn chia sẻ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem clip, chào anh em.